anh em ta cùng dòng chơi, nơi trên đi muôn nơi khắp trời không ngơi, từ vùng núi đất đá đến biển khơi bao la, giơ đôi tay ta bay đến nơi xa vời, và vào sóng mưa gió cứ cuốn đi, cuộc đời này đẹp lắm ta hãy cứ sống đi, cùng nhìn về phía trước là một bầu trời đầy mơ ước, và tình yêu dành cho đất nước ta mang trong hành trình. Đi lộn chỗ rồi mấy chị ơi. Xin chào tất cả mọi người, lại là mình Yến đây. Hôm nay mình sẽ review một nơi cắm trại siêu siêu gần Sài Gòn cho mọi người, cho những ai mà đam mê vui chơi nhảy múa cùng đồng bọn như tụi mình. Cách Sài Gòn khoảng 60 cây thì khu cắm trại của tụi mình có tên là khu cắm trại Mã Đà. Mình xuất phát từ buổi trưa thì đến tầm xế chiều là tụi mình đã đến nơi rồi. Vé vào cổng sẽ là 100k một người, vào ngày lễ Tết thì là 150 hay sao á. Còn giá mà camping thì sẽ có cái bảng giá niêm yết đầy đủ. Thì khi mọi người nhắn tin với admin, admin sẽ cho mọi người một cái bảng. Và lúc đó thì mọi người sẽ ghi là mình đăng ký là bao nhiêu người, rồi admin sẽ đưa cho mình các bước để làm, để chuyển khoản, để giữ chỗ. Tụi mình thì thích là tự dựng trại, nhưng mà vì hôm mà tụi mình đi là hôm chiều chủ nhật thì trước đó là có rất là nhiều bạn đã cắm trại và về rồi, nên là trại của tụi mình đã được dựng sẵn, nên tụi mình chỉ trang trí thêm đèn, đèn thuê, đèn chiếu sáng và đèn trang trí thì mọi người sẽ thuê ở bên của khu dịch vụ. Cảm nhận cá nhân của mình về khu cắm trại thì khu cắm trại khá là rộng, vị trí thì rất là đẹp tại vì nó có cái view nhìn ra cái đảo nhỏ cái đằng sau lưng mình đây. Nhưng mà điểm trừ đó là cái khu tắm á, thì mình cảm giác là nó không được sạch và nó không được an toàn cho lắm, tại vì nó có những cái con ếch á, nó nằm ở trên cái vòi hoa sen mà nó cứ nhảy qua nhảy lại rất là ghê, và nước thì là nước phèn nên là nó có mùi phèn rất là nặng và có thể nó gây rít tóc, rồi nó bám trên da, nó có cái mùi nó không được thoải mái cho lắm. Sau khi chụp hình quay clip cùng nhau thì tụi mình quyết định trà súp là hoạt động mà tụi mình mong đợi nhất trong ngày hôm nay. Thì một súp như vậy thuê có giá là 250k một buổi và 350k một ngày. Tụi mình chỉ chia một buổi nên tụi mình chỉ thuê buổi chiều thôi. Đi kèm với súp là 2 phao và mình thuê thêm phao thì tính thêm tiền tầm 25k một phao. Và khi mà mình chèo súp thì sẽ có người của khu cắm trại giám sát ở trên bờ và bắt buộc phải đeo phao thì mới được chèo súp. Đây là lần đầu tiên tụi mình chèo súp và một số người trong nhóm mình cũng không biết bơi, nhưng tụi mình enjoy cái hoạt động này rất là nhiệt tình luôn. Và ngày hôm đó tụi mình được tặng đó là một cái chiếc view hoàng hôn cực đỉnh, cực đẹp. Sau khi chèo súp xong thì tụi mình chia nhau ra đây làm vệ sinh cá nhân, và một vài người thì chuẩn bị cho bữa tối ngày hôm nay. Ở khu cắm trại thì có cho đặt thức ăn thì mọi người gọi đặt thức ăn trước, nhưng mà vì tụi mình muốn tự chuẩn bị nên là tụi mình mang thức ăn, mang thịt nướng và mang trái cây từ nhà đi. Ở khu cắm trại này thì cái gì cũng có, nhưng mà mình phải thuê. Còn nếu như các bạn muốn thì các bạn có thể mang đồ ăn, thức uống thì tùy các bạn muốn, tại vì khu cắm trại không có giới hạn đồ dùng mà mình có thể mang vô. Buổi tối này là buổi tối mà mình cảm thấy rất là ấm áp, vì nhóm mình chơi với nhau cũng được rất là lâu rồi, từ hồi mới vào đại học đến giờ. Và mình đi thì cũng được hơn một năm, đây là sau hơn một năm thì tụi mình mới gặp lại, được quây quần bên nhau, cùng ăn uống với nhau, cùng tâm sự trò chuyện với nhau và chơi với nhau.
Đối với mình, những người bạn này không chỉ là bạn mà còn là gia đình thứ hai của mình, là những người mà cho mình cảm giác an toàn khi ở cạnh, và những người mà luôn ở bên mình khi mình gặp khó khăn, thử thách. Sáng ngày hôm sau tụi mình dậy sớm để đón bình minh, nhưng mà do vị trí địa lý của khu cắm trại nó nằm khuất ở sau núi á, nên là không có bình minh nha mọi người. Vì vị trí tụi mình chọn cắm trại đó là sát bờ hồ, nên là buổi tối lúc khuya về đêm ấy thì nó sẽ hơi lạnh lạnh xe xe. Như mình thì mình cảm thấy nóng, tại vì mình ở bên Đức nó là mùa đông, nó lạnh quen rồi. Còn các bạn của mình thì khá là lạnh, nên là mọi người có thể cân nhắc thuê mền gối, hoặc là mọi người có thể tự mang theo. Và món đặc sản của những chiếc cắm trại đó là ăn mì tôm vào ngày sáng hôm sau. Thì ở khu cắm trại có nước nóng nhưng mà tụi mình không có biết, nên tụi mình đi mướn bếp ga và nồi để nấu. Sau khi ăn xong thì tụi mình có chụp hình và sau đó là check out trả trại để trở về Sài Gòn. Và đây là chiếc view thật sự rất là thơ mộng của khu cắm trại mà sau buổi sáng hôm sau mình mới phát hiện ra. Chuyến đi này của tụi mình kết thúc tại đây. Hy vọng mọi người sẽ có một chuyến cắm trại thật là vui.